Thank you.
con gái về rồi nè. Buồn ngủ quá, sao lại ngủ thế? Để nó nằm ngủ thế. Học về là buồn ngủ thế à, con ơi? Con bé này đi về học thấy nằm ngủ đấy. Cha nó bị trúng độ rồi chị ơi. Vâng, không biết đưa nó đi xuống trạm rồi được. Vâng. Chị ơi. Đi trạm đi chị ơi. Vâng. Chị ơi, chị đưa em đi trạm đi, vâng. Em cũng đi về đây. Cảm ơn em. Thế nào?
Vâng, còn chị đi, cảm ơn. Còn đi xa lắm nha anh em. Chị giả tiền xe ôm đấy nhá. Thôi em còn lấy đâu. Chị cứ để tiền đấy mua cái gì cho con ăn đi. Chị giả tiền đấy. Em về đây. Thank you.
Để tháng mình nha. Rút tiền là cứ tiền em nha. Bác hồ rút tiền. Con thử cho người ấy nào. Con thử được không chưa? Tí thì ok nhá. Tí thì ok nhá. Cái này chắc mỗi lần uống là một ống thôi con. Cái này uống một ống thôi con ạ. Mỗi lần uống một ống. Con dậy đi, dậy uống. Bóc cái này. Bóc cái này uống xong rồi lấy nước chấm đi. Đắng không con? Uống hết sao là uống nước này trắng miệng. Cái loại thuốc này là uống thuốc gì không pha nước này. Bóc cái này. Bóc đi con, bóc đi rồi nó ra đấy. Hay là mút gì em đó. Đây nhá. Mẹ đang xem tiền không biết con đổ đi chỗ nhà nữa. Sợ không.
lấy thêm nữa là cắt này, bây giờ cắt đi. Có được cái lúc này không biết họ lấy bao nhiêu nữa, hôm nay không biết có đủ không, không đủ không biết làm thế nào. Có gì không? Chị muốn về xem chú như nào cho chị chuộc lại cái căn nhà vừa rồi ấy. Nhà nào đấy chị? Cái nhà bé bé ở trong nương này. Em mua nhiều nhà lắm nhưng mà không nhớ nhà nào. Cái nhà ở trong kia có cái khu có nương nhiều ấy. Chị có cả số biệt đó mà. À vâng. Thế để em đi tìm. Cái nhà đấy chồng chị bán cho tôi rồi, bây giờ chị còn về đòi làm gì? Vâng, chú thông cảm, chồng chị nó không biết sao là cứ uống rượu say đi trộm sổ bia đỏ của chị bán thôi. Bây giờ cho chị trộm lại đi. Thôi để rồi, để em tìm xem đây. Chị không có nhà ở, không có chỗ ở nữa. Chú đi vào tìm. Em sổ không? Sổ bị đỏ đấy đứng tên ai nhỉ? Vâng, tên chị ạ. Đi nhiều lắm, tìm bây giờ không biết tìm ở đâu đây. Để con chủ hộ đây. À đây rồi. Chú lấy bị đỏ đấy. Tên chị Kiều Quý. Chú lấy sổ bị đỏ ra. Cái căn nhà đấy chồng chị đã bán cho tôi 2 triệu, bây giờ chị có đủ tiền trả lại không?
như là tiền của chị cũng không đủ ấy, nhưng mà em thông cảm cho chị xem như nào chị trả trước một phần. Thôi được rồi, tôi cũng nghĩ thì hai mẹ con cũng khó khăn, bây giờ tôi cũng tạo điều kiện cho chị là tôi không ở đây gốc thôi, tôi không lấy lại nữa. Chị xem có phải không? Có phải cái này không? Đó, phải mát cái này đấy, đúng là cái này không? Chị xem tiền có đủ không? À, em nói 2 triệu nhé. Vâng. Thế là chắc vừa đủ thôi em ạ. Cho em biết nó có đủ không? Này 1 triệu nhá. Cái này 1 triệu rưỡi. À vừa đủ. Đây. Đây đủ rồi. Vừa đủ, vừa đủ. Vừa đủ em ạ. Vừa tròn 2 triệu nhá. Đây, cố này, chú cho mấy nhìn mua cái gì ăn nhá. Cảm ơn chú nhé. Đây, cho hai chú đi uống nước khát họng.